Anh mau quay về. Một mình em không thể chịu nổi. Anh mau quay về. Có vẻ Tiểu Lý thật sự không nỡ rời xa thư ký Tiêu. Nói thừa, anh thử làm thư ký của chủ tịch Mạc đi. Bài hát tiếp theo cũng là bài tôi tặng thư ký Tiêu. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, giống như tia sáng dịu dàng, như thoáng qua, ba la. Nói giảm ít thôi, hát lẹ đi. Làm sao đây? Anh mệt rồi, như đã hứa hạnh phúc đâu. Anh hiểu rồi, đừng nói nữa, tình nhạt rồi. Mộng đã xa, không ai quan tâm hả? Có định để cho người khác hát không đây? Sao tiếp theo toàn là bài Tiểu Lý chọn không vậy? Cái lại đây là tiệc chia tay như thư ký Tiêu, ít nhất cũng phải cho anh lấy cơ hội hát một bài chứ. Chạy đi đâu rồi? Bé xám Tiêu đời. Không lẽ bị đè chết rồi? Bé xám. Mình đang bảo sao thiếu mất một quả bóng, quá ra không cẩn thận làm rớt ở đây. Bé xám. Lần sau còn chạy lung tung nữa, ta sẽ nướng mới thành chuột nước. Đáng yêu quá à. Tôi muốn sợ. Sao lại đứng ở đây? Bên trong ngột quá, ra ngoài cho thoát. Sao cứ Tiêu thật vô tình? Rõ ràng làm việc chung với nhau lâu như vậy, sao có thể nói là đi như vậy chứ? Chú Phòng Tiêu sẽ không đột nhiên đi mất giống vậy vào một ngày nào đó, đúng không? Nói như thế anh sẽ liên tiếp tôi làm gì? Tôi chỉ là muốn thương cảm chút chút mà thôi. Giờ nghĩ tới sau này không còn thư ký Tiêu ở đây nữa là trong lòng cảm thấy cô đơn khó tả. Có điều có một người chắc hẳn buồn hơn tất cả chúng ta. Chủ tịch Mạc có làm sao đây? Bị người mình thích từ chối bằng cách này, liệu có bị ám ảnh tâm lý gì đó không? Anh biết à, nhìn ra từ lâu rồi, bọn họ lộ liễu quá mà. Ồ, là vậy sao? Đáng ghét, vậy mà lại biết trước cả mình. Thư ký Tiêu là người thông minh, một người hiểu tiếng lùi, sẽ không để bản thân lâm vào bẫy tắc. Vậy sao? Nói không chừng sự hiểu tiếng lùi này sẽ hại cậu ấy, khiến cậu ấy bỏ lỡ một mối tình đẹp đó nha. Quyền rủa ai đó, đừng giận mà. Lý tôi là bất kỳ chuyện gì cũng có hai mặt mà thôi. Thông minh quá dễ bị thông minh hại. Nếu như gặp đúng người nhưng sai thời điểm, đó cũng là chuyện không có cách nào giải quyết. Đâu đến phiên chúng ta nhọc lòng giùm cậu ấy. Tôi tôn trọng lựa chọn của Tiêu Hoa nè. Được thì được, không được thì thôi. Nếu thật sự có duyên phận, chung quy sẽ có tương lai. Tôi đặt bánh kem hai tầng lận
Nhanh lên nào, ăn cùng nhau, đừng bỏ lỡ tiết mục xuất sắc nữa. Ok. Không phải còn có tăng ba hả? Chúng ta uống rượu đi. Ngày mai ở nhà ngủ nước. Ghen tị quá đi. Ngày mai tôi dự định về quê thăm mẹ một chuyến. Tôi ký thêm, tôi vẫn chưa các bạn quay chat với em. Anh quét mã cho tôi đi. Các bạn taxi của tôi tới rồi. Sau này nhớ thường xuyên liên lạc, đừng quên chúng tôi. Tôi ký tiêm, anh yên tâm đi. Sau này nụ cười của chủ tịch mà sẽ do tôi bảo vệ. Ừ, nhờ cả vào anh. Tôi này cũng quá đơn có tối nay là quẹt thẻ này. Trời ạ, sao cái bụng lại biến thành tròn ngùng ngục thế này? Có phải tối nay bọn họ đút mày ăn lung tung không? Sau này không còn dễ dàng gặp mặt như vậy nữa. Mày sẽ nhớ tao chứ, Tiêu Nặc. Còn có một thứ muốn đưa cho cậu. Để ở trong xe. Cậu đến không? Hình như ở đây đang tổ chức triển lãm tranh. Hả? À. Xem ra thật sự rất có hứng thú với hậu quả. Anh bắt đầu thích vẽ tranh từ khi nào?